Thế giới hàng mỹ. Tác giả Thần Đông, tập 55. Chương 165: Bảo địa của thần hầu. Các ngươi không sao chứ? Nhất tỳ lo lắng, ngay cả nó cũng gặp nạn đến mấy lần, thiếu chút nữa thì bị cổ thụ thiết huyết giết chết, vậy mà mấy tên này lại khá nhàn nhã. Nhất là đại hồng điểu, một chiếc cánh sử dụng như là cánh tay của con người, cầm chặt một cái đùi cừu nướng vừa ăn vừa lắc lư, miệng dính đầy dầu mỡ. Sao lại thảm hại như vậy, ngươi mà cũng để cho người khác đánh? Đại hồng điểu hỏi. Khen. Nhất tỳ tháo đã thần thạch xuống rồi nện cho đại hồng điểu một phát, nhưng kết quả lại khiến cho ngoan thạch trống to lăn qua lăn lại ở dưới mặt đất. Đại hồng điểu há hốc miệng, vốn nó vẫn còn đang nhe răng trợn mắt sợ hãi thế, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tảng đá kia thì không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ cái đầu của mình lại cứng đến như vậy. Thế nhưng nó thấy tảng đá này vẫn ống ánh ngược mà không tổn thương gì, hơn nữa còn sờ sờ lên cái đầu mình, giơ chân múa cẳng nói: ngươi gào rú cái nỗi gì, ta đau quá, chắc vỡ vụn rồi, sao đầu ngươi lại cứng thế hả, làm bằng sắt à? Ngoan thạch kêu lên. Đại hồng điểu núi vội đùi cừu nướng rồi nhảy dựng đứng lên, dùng sức giẫm thật mạnh xuống nói: cái tảng đá đã thành tinh này sủa gì đấy hả, ta đập nát ngươi bây giờ. Đừng tức giận, nó đánh mấy tên ni lông chưa kìm, hung thú thái cổ đầu sơn vù, ngươi giẫm không nát được nó đâu. Nhất tỳ nhắc nhở: tên tảng đá chết thật này. Một nhóm người hiếu kỳ đến hỏi han chuyện gì xảy ra. Nhất tỳ miêu tả sơ lược làm cho bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Đúng rồi, các ngươi trốn ở đâu ra thế hả? Ta thấy các ngươi từ trong không trung chạy đến đây, hai ngày nay có bị mấy tên dân bản địa săn giết không? Ban đầu thì rất nguy hiểm, thế nhưng chúng ta có dị bảo nên dễ dàng tránh được đại kiếp nạn này. Nói đến hành trình hai ngày vừa qua, biểu lộ của bọn hắn rất đặc sắc. Mới đầu, bọn hắn đi tìm linh dược khắp nơi, do cả đám di chủng đi chung một chỗ không có ai dám trêu chọc, nên sự đề phòng của bọn hắn có hơi buông lỏng. Thế rồi thú triều lại bộc phát, mấy tên dân bản địa bắt đầu triển khai hành động săn lùng giết chóc rất ác liệt, khắp tiểu thế giới biến thành màu máu. Đầu tiên, bọn hắn cũng có gặp một vài lần suýt uy hiếp đến tính mạng, bởi vì nơi đó có kim sĩ bằng điểu, có khổng tước năm màu, có ngân vũ cầm vương, còn có một bầy khỉ vàng vô cùng khủng bố nữa. Rất hên là chim loan huynh của Cải Phong Phú, sở hữu một chiếc thuyền xuyên vân, được tế luyện từ bảo cốt năm màu, dùng tốc độ cực nhanh trốn thoát khỏi sự đuổi giết của đám cầm vương và thú vương kia. Chim loan năm màu đến từ một gia tộc vô cùng cổ xưa, vốn là chim thần thuần huyết thế, nhưng về sau phát sinh một vài biến cố, nên huyết mạch trở nên mỏng manh, nhưng nội tình ở trong tộc vẫn còn lưu giữ. Đương nhiên, cũng may là có tấm thảm thần của công chúa Hỏa Quốc, tàng hình trong hư không nên không một ai có thể phát hiện ra được. Đây chính là một tấm da của hư không thú thời thượng cổ, có được thần thông phi phàm, sau khi luyện thành bảo cụ, thì có thể ẩn tàng vào trong thiên địa, không bị người khác phát hiện. Nhóc tỳ hiếu kỳ, nhanh chóng nhảy lên tấm thảm thần cực lớn kia, thì thấy có mấy mâm bạch ngọc, ở bên trên có thịt nướng, có trái cây chín mọng, những tên này biết hưởng thụ thiệt. Nó buồn cười, hao tâm tổn trí đánh đánh giết giết để tới được nơi này, sợ bọn chúng gặp phải chuyện gì không hay, thiếu chút nữa thì đã vứt đi cái mạng nhỏ này. Vậy mà đám người này lại cười nói vui vẻ, ăn uống no say. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên tấm thảm thần này, Hỏa Linh Nhi trừng mắt nói, nàng biết rõ bản tính xấu xa của nó. Nhóc tiên ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, keo kiệt ghê vậy. Đây là quà của phụ hoàng ta, Hỏa Linh Nhi động tác nhẹ nhàng, chiếc váy đỏ rực xoay tròn, đường cong lồi lõm, dịu dàng thướt tha, tuổi tuy không lớn thế, nhưng dáng người còn đẹp hơn cả những thiếu nữ 19 đôi mươi. Bảo bối của nhân hoàng, sau khi nghe được, nhóc tỳ nước miếng chảy ròng ròng. Đây chính là bảo vật của nhân hoàng Hỏa Quốc ban cho đứa con gái mà mình sủng ái nhất để phòng thân. Nếu không thì đời nào có thể gặp được một tấm da được làm từ hư không thú trong truyền thuyết cơ chứ. Không biết ở sâu trong vùng núi này có thứ gì nữa, nhóc tỳ kinh ngạc, bọn người Ly Long, Tất Phương, Chư Kiền, thiếu nữ áo tím đều chạy vào bên trong, chắc chắn đều có mục đích hết. Không biết, đám khỉ kia thật lợi hại, ta vận dụng tấm thảm thần này thiếu chút nữa, thì bị một con khỉ chết tiệt chụp lấy. Nhắc tới việc này, đại hồng điểu càng tức giận hơn, nó lén lút tàn hình chạm vào chỗ phong ấn, thì bị một con khỉ phát hiện, chụp trúng một mớ lông vũ làm cho nơi bờ mông nó giờ trụi lũi, lông đuôi gần như bị vặt sạch. Ngươi nói cái gì, tên có mặt người thân báo, tai trâu một mắt chính là Chư Kiền thuần huyết. Mặt mày đại hồng điểu lúc xanh lúc tím,
Nhóc thì hỏi thăm một vài chim thần và hung thú về hướng đi của những tên sinh linh thuần huyết. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng thở dài, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mấy tên phong ấn giả râu tóc hoa râm run rẩy, liên tục hô hào thiên ý. Tên chư kiền kia bị một đám khỉ màu vàng đuổi giết, chém rụng cả khối thịt thật lớn rơi xuống gần nơi tấm thảm thần đang ẩn tàng. Đại Hồng Điệu không để ý điều khiển nồi đen thu lấy, kết quả lại bị một con khỉ trong bầy phát hiện rồi mang đi. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ở Bách Đoạn Sơn thêm vài ngày nữa, rồi nhanh chóng mở một lối ra, tranh thủ thời gian tìm thêm một vài linh dược và bảo vật nữa đi. Nhóc Tì lên tiếng, nó rất hiếu kỳ về nơi ở của bầy khỉ kia, nó rất muốn nhìn qua xem thử ở đó có hình thù như thế nào. Hai ngày sau, Nhóc Tì tin chắc nơi này có bảo vật khó lường nào đó, bằng không thì vì sao cả đám sinh linh thuần huyết, ngay cả Ly Long, Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím cũng đến nơi đây. Cuối cùng, những tên đó liên hợp lại một chỗ, như muốn triển khai hành động nào đó, không ngừng đi lại nơi khu trung tâm này. Tất nhiên, bọn nó có bảo vật bí ẩn có thể ẩn nấp khí cơ, mặc dù đôi lúc sẽ kinh động đến thần hầu, đón lấy sự đuổi giết của bọn chúng thế, nhưng vẫn có thể ở nơi xa theo dõi mấy người kia. Ngoài ra, Bồ Ma Thụ, Thạch Nghị cũng đang gấp rút hành động, cẩn thận xem xét, tiếp cận nơi đây. Trừ mấy người kia ra, còn có Hắc Khổng khổng lồ, một con mãng ngưu màu đỏ thẫm từ trong nham thạch đi ra, Khổng Tước năm màu, Kim Sí Bàn Điểu cũng đã xuất hiện, nhưng không có tiếp cận nơi đây. Bầy khỉ kia đã làm những chuyện xấu xa gì mà khiến nhiều người ghi nhớ thế a? Đại Hồng Điệu líu lưỡi. Bọn nó trốn ở trên tấm thảm thần, với tư cách là những vị khán giả, quan sát liên tục mấy ngày, nên rất hiểu rõ về ngoại giới. Cuối cùng, bọn nó cũng đã hành động, không biết bầy khỉ kia trông coi thứ gì nữa. Thảm thần trôi nổi, từ từ đến gần vùng tịnh thổ kia, thế nhưng bọn nó cũng không dám đến quá gần, sợ tên thủ lĩnh của bầy khỉ kia phát hiện. Linh giác của tên khỉ này nhạy cảm đến dọa người. Có một vài con sinh linh thuần huyết dùng cổ bảo nhằm che đậy khí cơ, nhưng vẫn bị nó phát hiện, đánh cho thừa sống thiếu chết. Mấy con sinh linh đó, nếu không phải dựa vào bảo cụ trưởng bối ban tặng, thì chắc chắn phải chết ngay đương trường, không cách nào sống sót được. Bọn nó đứng cách xa khu rừng rậm, mất cả một ngày trời mới có thể quan sát được một vài cảnh tượng bên trong. Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Từng làng linh khí bốc lên nghi ngút y như là sương mù vậy, nơi trung tâm có một cái hồ nhỏ trong xanh, lấp lánh. Đấy là do linh khí biến thành, vậy mà kết tinh thành chất lỏng, quá kinh khủng, cái bọn khỉ đột trời đánh này lại chiếm lấy một nơi trù phú như vậy, khó trách lại mạnh mẽ và kinh khủng như thế. Ai nấy đều kinh hãi, đây giống như là một vùng linh thổ hiếm thấy trên thế gian, tinh khí như nước chảy dài trên mặt đất hình thành, nên một cái hồ nhỏ tuyệt đẹp. Bên cạnh lại có những tảng đá lớn nằm ngổn ngang, cây cối xanh tươi, linh dược cũng chẳng thiếu, giống như là một thế giới thần thoại, ánh sáng lung linh, vô cùng rực rỡ. Đó là cái gì? Ở trên mặt hồ nhỏ này có một vài cây tiểu thụ không ngừng bùng cháy, Sư Tử chín đầu nghi ngờ. Đúng vậy, tổng cộng có 4 cây, giống như là ngọn đuốc đang bốc cháy vậy, Tử Điêu cũng gật đầu. Để chúng ta lại gần nhìn kỹ xem sao, hai huynh đệ tộc Ba Mắt tiến lên. Đứng ở mép tấm thảm thần, con mắt dọc nơi mi tâm sáng rực lên, từng tia phù văn khuếch tán, nhìn kỹ về phía trước. 4 cây nhỏ này chỉ cao hơn nửa người, không phải đang bốc cháy, mà do rực rỡ quá, nên chúng ta mới sinh ra ảo giác như thế. Toàn thân kể cả lá cũng không ngừng phát sáng, nên giống như có ngọn lửa đang nhảy múa vậy. Thân thể Nhóc Tì rất mạnh cho nên linh cảm cũng rất siêu phàm, ánh mắt lợi hại không kém. Hai mắt xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ nhìn chăm chăm về phía trước, nó cũng kinh ngạc. 4 cây bảo thụ này đều sáng rực, to bằng cổ tay, cao hơn nửa người, bất kể thân cành hay là lá đều có màu bạc, giống như có ngọn lửa màu bạc đang cháy rực vậy. Trên mỗi cây có vài ba quả đào màu bạc xen lẫn mấy chấm màu vàng kim nhàn nhạt, trông rất lộng lẫy giống như được điêu khắc từ thần ngọc tinh xảo nhất. Nhìn thèm quá, Nhóc Tì lau mép. Cũng ngon đấy. Hỏa Linh Nhi nhìn chăm chăm không chớp mắt, vừa nhìn thấy là muốn cắn một miếng rồi. Ồ, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Hình như có mùi thơm bay tới á, Đại Hồng Điệu khịt khịt cái mũi. Chính xác, có một mùi thơm thoang thoảng nơi đây, Tử Điêu gật đầu. Đừng nói là cây đào tiên trong truyền thuyết nhen, ta đã từng nghe qua, bên trong Bách Đoạn Sơn có một loại thánh dược, không ngờ truyền thuyết này lại có thật. Hỏa Nha sợ hãi, con ngươi mở thật to. Đúng như ta dự đoán. Bầy khỉ đang trông coi một cây thành dược, đã thần thạch đồng thời mở miệng, dương dương tự đắc.
Ngươi đã biết thì sao không nói sớm hả? Nhóc Tì trừng mắt. Cái gì? Ngươi biết là thứ gì mà còn bắt chúng ta đứng chờ cả ngày trời, muốn đánh nhau hả? Cả đám tức giận, Đại Hồng Điểu dẫn đầu tiến tới như muốn đập nát nó ra. Ta chỉ suy đoán thôi mà, nếu không đúng thì mất mặt lắm, đừng đánh nữa. Có nhiều chuyện các ngươi vẫn không biết được, đây không phải là thánh dược, Hoàng Thạch lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cây đào tiên là một lão thánh dược của Bách Thảo Viên, sinh trưởng còn lâu hơn cả thông linh thần hoa, về sau lại biến hóa đi tìm kiếm những bảo vật cần thiết khắp nơi trong Bách Đoạn Sơn, nhưng vẫn không có kết quả gì. Không phải nó đang sống sờ sờ ở đó sao? Sư tử chín đầu không tin. Đà thần thạch giải thích, cây đào tiên hùng tâm bừng bừng, vì muốn cho bản thân mình xây dựng nền tảng giống thần linh, nên đã vận dụng quá nhiều tinh hoa thiên địa, cuối cùng lại khiến cho bản thân chết đi, chỉ còn lưu lại 4 hạt giống, tất cả tinh hoa và lạc ấn của cả đời mình tập hợp hết vào 4 hạt giống này, rồi sau cùng tái sinh mọc rễ nảy mầm lần nữa. Nó đã nghiên cứu rất kỹ, 4 gốc cây này không phải là thánh dược gì hết. Chỉ có điều đã được linh dịch trong hồ nhỏ kia tẩm bổ hết năm này qua năm nọ, nên chúng đã thông linh và lột xác, nhanh chóng biến thành thánh dược. Mọi người ngơ ngẩn, thoáng cái xuất hiện 4 gốc thánh dược trước mặt, chuyện này khiến cho mọi người giật mình. Tất cả đều biến thành thánh dược thì quá khó khăn, chỉ có 1 cây biến thành thánh dược, 3 cây còn lại sẽ hóa thành tro tàn, có lẽ xuất hiện 1 cây thánh dược mới thì không thành vấn đề, Đả Thần Thạch nói. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người sáng rực, đây chính là 4 gốc bảo dược dược tuyệt thế, chỉ cách thánh dược một đoạn nhỏ, khó tránh, khiến nhiều người chú ý đến như vậy. 4 gốc bảo dược sẽ rất nhanh lột xác, hơn nữa những quả đào tiên màu bạc kia sẽ lập tức trưởng thành, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Khó trách mấy người Tất Phương, Ly Long, Chư Kiền đứng ngồi không yên, tất cả đều gấp rút chạy tới nơi đây để chiếm đoạt bằng được thánh dược này, kể cả thiếu nữ áo tím, Thạch Nghị, Bồ Ma Thụ cũng như vậy. Thậm chí, những vương giả khác trong Bách Đoạn Sơn như Kim Sĩ Đại Bằng, Hạc Khống, Mãn Ngưu Xích Hỏa, Khổng Tước Năm Màu cùng chung ý định. Bọn họ rất nhanh sẽ hành động, ta cho rằng hơn phân nửa bầy khỉ này sẽ bảo vệ không được. Một vài vương giả mạnh mẽ của Bách Đoạn Sơn cũng tới đây, mấy tên như Kim Sĩ Bằng Điểu cũng không phải dễ chọc. Cũng chưa chắc, cái con thần hầu đứng ở phía trước nhất kia nói không chừng không ai địch lại, Chim Bằng cũng không phải là đối thủ của nó. Bọn nó suy đoán chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến diễn ra tại đây, 4 cây đào tiên này sẽ dấy lên một hồi phong ba ngập trời. Trống. Ở phía trước, nơi bồng lai như trong thần thoại, một con khỉ đang đạp trên lưng một con chim khổng lồ màu sắc sặc sỡ giết thẳng ra ngoài, trong tay cầm một thanh chiến mau màu vàng bổ thẳng xuống dãy núi ở trước mặt. Đánh nhau rồi. Mấy tên sinh linh thuần huyết cũng đã bắt đầu động thủ, chuẩn bị đục nước béo cò. Chúng ta thì sao đây? Cũng gia nhập trận chiến luôn chứ. Đại Hồng Điểu, sư tử chín đầu nôn nóng muốn ra tay. Đã biết là sẽ có một hồi chém giết, sao các ngươi hung tàn quá vậy, chúng ta chỉ cần thánh dược, không nên sát phạt làm chi, Nhóc Tì nói. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official, nếu thấy hay, hãy cho mình một like, cảm ơn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, Rượu Hầu Nhi. Lại dám tới cướp thánh dược của ta, cả đám các ngươi chẳng lẽ đã quên bậc cha chú của mình chết như thế nào sao? Con khỉ màu vàng này rất ngông cuồng, thanh chiến mâu màu vàng chỉ về phía trước, đối mặt với tất cả đối thủ. Con khỉ chết tiệt này, nạp mạng đi. Một con mãn ngưu toàn thân đỏ thẫm, ánh lửa ngập trời vọt tới, nham thạch sôi trào. Mỗi một bước chân của nó khiến cho mặt đất biến thành chất lỏng đỏ rừng rực, cuồn cuộn sôi trào. Con trâu già kia không phải là đối thủ của ta, ngươi chỉ là một con nghé con. Mà cũng muốn la lối, không chịu đi tìm những tên sinh linh thuần huyết mà lại đánh chủ ý lên người ta, chỉ có con đường chết. Thần hầu tính tình nóng nảy, kim quang toàn thân chiếu rọi bốn phía, bật nhảy một phát đã vọt cao đến mấy trượng, sử dụng chiến mâu màu vàng như đại côn nện thẳng xuống dưới. Một tiếng trống vang lên, nham thạch cuồn cuộn màu đỏ thẫm trên mặt đất dâng trào như sóng lớn, cao đến mấy trăm trượng, thanh chiến mâu màu vàng kích trúng bề mặt thanh đao màu đỏ nhạt. Ngô Ma biến hình, đứng thẳng lên. Trong tay cầm một thanh đao lớn màu máu đối chiến với thần hầu, thế nhưng không ngừng bị chấn lui, vừa lùi vừa phun ra máu, nó quát, chư vị, con chân chưa gì nữa, cùng nhau liên thủ chém con khỉ này, từ nay về sau linh hồ và tịnh thổ, con có 4 gốc thánh dược kia, đều là của chúng ta. Trên bầu trời, thần quang 5 màu lóe lên, một con khổng tước cực lớn lao thẳng vào chỗ sâu nhất trong dãy núi, nó không có tham chiến,
mà bay thẳng tới linh hồ, muốn chiếm lấy thánh dược. Lên! Con khỉ kêu to một tiếng, rầm, một mô nện mạnh tới, mãng ngưu màu đỏ biến sắc, cố gắng vận toàn lực chống lại. Thần hầu lợi dụng phản lực bay ngược lên trời đáp xuống trên lưng một con chim khổng lồ có màu sắc sặc sỡ kia, đuổi giết khổng tước năm màu. Tiếng âm vang vọng, mãng ngưu rống to, mặt đất dưới chân rạn nứt, đồng thời nham thạch cuồn cuộn như sóng lớn bao trùm lấy nó. Nó không ngừng lùi lại, trong miệng máu tươi tràn đầy ra ngoài. Tên khỉ nhà ngươi thật bá đạo, năm xưa giết chết rất nhiều tiền bối rồi cướp đi thánh dược, không thèm để lại một cốc nào cho con cháu bọn họ. Làm như vậy không sợ tất cả vương giả liên hợp chống lại ngươi hay sao? Khổng tước năm màu quát lớn. Nó há miệng phun ra một bảo ấn năm màu đập về phía trước. Kẻ yếu thần phục cường giả vi tôn, chính là như vậy, ta mà không đủ mạnh, thì sớm đã bị những tên sinh linh khác ăn thịt rồi, không thể trách ai được. Con khỉ màu vàng thân hình không cao, nhưng khí thế lại hung mãnh, chiến mâu màu vàng trong tay đâm về phía trước, lập tức ngàn vạn sợi kim quang bắn ra, keng một tiếng, hoa lửa bắn ra xung quanh. Bảo ấn bị hất tung ra bên ngoài, không ngừng biến lớn, cuối cùng đập nát một tòa núi gần nó. Giết! Xa xa, một con đại bằng màu vàng bay tới, giang cánh thẳng tới trời cao, thân hình nó rất khổng lồ, kim quang toàn thân sáng chói, vô cùng cương mãnh, sử dụng cánh thân quét về phía trước. Trống! Con khỉ màu vàng gào thét một tiếng, từ trên lưng con chim khổng lồ nhảy xuống, thân thể nhanh chóng biến lớn y, như là một ngọn núi màu vàng đứng sừng sững giữa vùng núi này. Loại khí tức này rất ngông cuồng, tất cả vương giả đều phải hoảng sợ. Con khỉ này vô cùng dũng mãnh, đánh một quyền về phía cặp cánh của đại bằng, thần quang màu vàng bắn ra, hai người va chạm với nhau, những dao động mãnh liệt lan truyền ra xung quanh. Thân thể của kim sĩ đại bằng vô cùng cứng rắn, thế nhưng thần hầu lại sử dụng một bạo thuật nào đó khiến cho mình cao lớn uy mãnh, chiến lực vô song, không thể ngăn cản. Mạnh thật, phương xa, đại hồng điệu co đầu rụt cổ, hai tên này quá mạnh, cảnh giới lại vượt xa bọn nó. Đó chính là pháp thiên tướng địa. Nhóc Tì cặp mắt sáng lên, nhìn chăm chăm thân thể đầy mạnh mẽ của con khỉ, điện lẩm bẩm, đáng tiếc, phù văn trong cơ thể bóng lông đã phai mờ, nếu không thì càng thêm tinh thâm. Ông một tiếng, kim sĩ đại bằng xoay người lại, tiếp tục lao nhanh xuống dưới, từ trong miệng phun ra một thanh thần kiếm màu vàng, khí lạnh lượn lờ, bổ thẳng về phía con khỉ. Thần hầu cười lạnh, thanh chiến mâu cũng đã biến lớn theo hắn, đâm mạnh về phía trước, phù văn vạn sợi. Đây chính là giao chiến bằng cả hai phương diện sức mạnh và đạo pháp. Keng! Thanh âm thanh thúy của kim loại vang lên, khiến cho người khác phải rùng mình, ánh sáng tỏa ra bốn phía, hai kiện bảo cụ sáng rực lên, những kỳ hiệu thần bí lấp lánh. Hơn nữa sức mạnh khổng lồ đó lan ra xung quanh làm cho cả khu rừng chấn động, không ít lá cây vỡ vụn. Con khỉ nhe cặp răng nanh trắng như tuyết, đạp mạnh xuống dưới đất để lấy lực vọt thẳng lên trời cao, thanh chiến mâu trong tay múa máy, nện thẳng tới địch nhân. Mặc dù vừa rồi kim sĩ đại bằng có thể cứng rắn đón đỡ thế, nhưng thần lực của nó cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, thần kiếm màu vàng thiếu chút nữa, đã mất đi sự khống chế, bị đánh bay ra bên ngoài. Bây giờ thần hầu lại tiếp tục tập kích, nó không thể không cố gắng thét dài, hai cánh dang rộng, thúc giục phù văn nguyên thủy hóa thành một bánh xe lửa chói chang đánh thắng tới trước. Trầm! Đại bằng miệng phun đầy máu tươi, cố gắng bay nhanh ra bên ngoài, con mắt mở thật to của thần hầu nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi đáp xuống lưng của con chim khổng lồ màu sắc sặc sỡ, nhìn bốn phía đầy kiêu ngạo. Dẹp! Đột nhiên, một cơn gió lớn màu đen ập tới, một con hắc hóng toàn thân đen nhánh xuất hiện, phù văn lấp lánh, nhảy mạnh lên trời đánh về phía nó. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, trừ khi các ngươi lôi kéo được mấy lão già đang thoi thóp kia cùng nhau liên thủ liều mạng đấu với ta, thì may ra còn có cơ hội. Thần hầu cười lạnh, há miệng thét dài, thổi ra một cơn cuồng phong màu vàng, giống như là những thanh dao găm cắt đứt cả vùng núi trước mặt. Hắc hóng kêu to, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu, mặc dù ô quang của nó đánh trúng lên người con khỉ thế, nhưng không cách nào tổn thương được nó. Ngươi dám! Thần hầu tức giận hô to một tiếng, cưỡi con chim khổng lồ nhiều màu kia bay về phía tịnh thổ. Nó vô cùng tức giận, thanh chiến mâu trong tay xoay tròn như chông chóng nhắm thẳng về phía khổng tước năm màu. Âm âm vang vọng không dứt bên tai, hàng ngàn hàng vạn sợi lông vũ của khổng tước khổng lồ phóng ra cùng một lúc, hết tia này đến tia thần quang năm màu khác bay ra. Tất cả đều là lông vũ của nó biến thành những thanh thần kiếm lao về phía thần hầu và con chim khổng lồ kia. Thần hầu gầm lên đầy giận dữ,
Toàn thân bộc phát một lồng ánh sáng cực lớn bảo vệ lấy bản thân và tọa kỵ, ngăn cản những thần kiếm bằng lông vũ ở bên ngoài. Giết! Sau đó, nó đâm ra một mâu, trên mũi mâu xuất hiện những ngôi sao nhỏ như là một mảnh biển sao đang chuyển động. Một kích kinh khủng này lại sinh ra dị tượng như ngân hà rơi rụng. Phúc! Một tiếng, rất nhiều lông vũ tan nát, khổng tức năm màu nhanh chóng gọi về bảo ấn to như ngọn núi lớn kia chặn lại thế đâm của thanh chiến mâu này, thế nhưng vẫn bị chấn động phun ra đầy máu. Mọi người cùng liên thủ, trước tiên đoạt thánh dược, tên khỉ này không chết, Thiên Lý Nan Dung, đừng quên năm đó hắn đã đánh giết bậc cha chú của chúng ta như thế nào. Một sinh linh toàn thân trắng bạc, mọc ra nhiều gai nhọn vọt tới. Nó có đầu giao long, thân nhím, đuôi cá sấu, chính là một con thứ thú vô cùng hung hãn. Hiển nhiên, đây chính là một con di chủng đã đắc đạo nhiều năm, vô cùng mạnh mẽ, từ trên người nó phóng ra những mũi tên nhọn màu bạc đánh giết con khỉ. Một tiếng rống vang lên, những vương giả kim sĩ đại bằng, khổng tước năm màu, hắc hống, mãng ngư tập hợp lại, quần chiến với thần hầu. Chỗ này trở nên náo nhiệt, trận chiến này làm cho thiên địa tối tăm, nhật nguyệt phai màu. Cả dãy núi chấn động dữ dội, hào kiếp vô biên ập tới. Những sinh này quá mạnh mẽ, nhất là tên thần hầu kia, nó càng đánh càng hăng, không e dè chút nào, giống như sức lực của nó không bao giờ dùng hết vậy. Quá mạnh mẽ, con khỉ này thật đáng sợ. Nếu như dốc sức liều mạng, thì chắc chắn hắn còn lợi hại hơn những vương hầu đã tu luyện mấy trăm năm. Một tên phong ấn giả đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Công chúa Hỏa Quốc gật gật đầu, tên thần hầu này là di chủng thế. Nhưng năm tháng tu hành đã rất lâu, hiện tại đã có thành tựu, thần hầu vương này là một đối thủ đáng để nhân hoàng ra tay. Bọn hắn đã tiến vào tịnh thổ, bắt đầu hành động thôi, sư tử chín đầu một mực để ý tới mấy tên Tất Vương, Ly Long. Không có việc gì đâu, những con khỉ khác cũng không phải là sức cùng lực kiệt, Ngoan Thạch mở miệng. Quả nhiên, một đám cường giả trong nháy mắt xông vào làm kinh động đến bầy khỉ màu vàng, phù văn trên mặt đất lấp lánh, cấm chế sáng ngời. Cả chục gần trăm con khỉ cùng một lúc xông thẳng về phía trước. Bầy khỉ này sao mà lợi hại ghê vậy, nhóc tì giật mình. Cả bầy khỉ không một ai yếu cả, không ngừng kêu chi chít lộ ra những cặp răng nanh trắng như tuyết, kim quang toàn thân trông rất bắt mắt, hợp lực vây quét đám người xâm phạm. Có mấy con đầu lĩnh trong bầy có lực chiến đấu rất kinh người đang đuổi giết một đám sinh linh thuần huyết, bởi vì cảnh giới của bọn chúng cao hơn hẳn. Đúng lúc này, bồ ma thụ chuyển động. Liệt Thiên Ma Điệp xuất hiện, Thạch Nghị cũng chuyển thân sát nhập vào trong bầy khỉ. Bọn họ cũng muốn tham gia cuộc chiến tranh giành bốn gốc tiểu thánh dược. Xoẹt một tiếng, ánh sáng màu tím lóe lên, thiếu nữ tóc tím đã xuất thủ. Trong tay cầm chặt một chiếc sừng màu vàng, nhẹ nhàng vẽ trên không trung. Lập tức cả mạng cấm chế phù văn bị phá bỏ. Nàng nhanh chóng xông về phía trước. Phương xa, có người thần hầu lạnh lẽo, vừa giao chiến với mọi người vừa để ý đến tình huống bên trong tịnh thổ. Nơi khóe miệng nở nụ cười đầy tàn nhẫn, nói, sinh linh thuần huyết, ta thích. Những sinh linh đang giao chiến với nó bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ. Nếu có thể đánh chết được con thần hầu này, thì thu hoạch hôm nay quả thực rất lớn. Buồn. Mấy chục rễ cây phóng tới y, như là cầu lông, tất cả đều phát ra ánh sáng màu đỏ khóa chặt thần hầu. Cổ thụ thiết huyết xuất hiện, nó cũng muốn tranh đoạt thánh dược, nên mới ra tay với tên thần hầu này. Chúng ta cũng nên động thôi. Cẩn thận một chút đừng để cho người bên ngoài phát hiện, cứ ở xung quanh, mà đục nước béo cò, Đả Thần Thạch đề nghị. Cả nhóm đều đồng ý, nhóc tì cầm sẵn túi càn khôn trên tay, tùy thời đều có thể thu bảo vật. Hỏa Linh Nhi thức tha, xinh đẹp không gì sánh được, nàng khống thế tấm thảm thần được luyện từ gia hư không thú, không một tiếng động từ từ tiến tới. Cố gắng không để cho những người bên ngoài biết được có người đang tiến vào tịnh thổ. Đúng lúc này, con sói con ở trong ngực công chúa Hỏa Quốc đứng ngồi không yên, không ngừng giãy giụa rồi nhanh chóng phóng sang bên người nhóc tì giống như là gấu túi ôm cây, cái mũi nhỏ dụi dụi, kéo lấy lợi tóc của nhóc siêu quậy chỉ về một hướng. Chỗ đó cũng gần với linh hồ, có một mảnh cổ thụ cao lớn vô cùng, trên thân cây phát sáng, có một loại sinh dược hình đầu khỉ sinh trưởng trên cổ thụ. Nấm đầu khỉ, Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Những cây nấm này đều phát sáng, sinh trưởng trên cành cây. Không ngừng tản mát linh khí, có khoảng hơn 10 cây, trông rất rực rỡ và tươi đẹp. Nghe nói nấm đầu khỉ khi đã biến thành linh dược thì chính là một món ăn trân quý, chẳng kém đầu sư tử, sức hổ cốt bao nhiêu, ta nhất định phải ăn cho bằng được món ăn tuyệt vời này. Còn mắt nhóc tì đăm đăm, nước miếng chảy ròng ròng. Các ngươi chờ tí, ta đi hái cái đã,
Nhất Tỳ nhảy xuống tấm thảm thần, nhẹ nhàng tiến tới. Bởi vì xung quanh cổ thụ rập rạp, mà thảm thần lại rất lớn, nên không thể nào bay vào bên trong được. Nó không làm kinh động tới những người đang giao chiến ở đằng kia, nhanh chóng đi đến trước một cây cổ thụ. Nó rất cao hứng muốn mắt lấy cây nấm này. Nhưng mà, sói con rất lo lắng, ngăn cản nó lại, rồi nhảy xuống mặt đất đào lên một thân cây khô. Rầm một tiếng, sói con bị đánh bay, thân cây khô sáng rực lên, xuất hiện những phù văn rất khủng bố. Ô ô, sói con sốt ruột, ra hiệu cho Nhóc Tỳ nhanh chóng động thủ. Bên trong thân cây hình như có bảo vật nào đó có giá trị liên thành, cho dù khi nãy nhìn thấy cây đào tiên, thì phản ứng của nó cũng chỉ đến thế là cùng. Nhóc Tỳ không nói hai lời, kiếm gãy rút ra chém về phía trước, những phù văn trên thân cây nhanh chóng biến mất, rồi nó gõ nhẹ nhẹ vào gốc cây, thì phát hiện bên trong trống rỗng. Dẹp! Nó dùng kiếm gãy rạch một lỗ nhỏ, lập tức một mùi thơm ngát tràn ra ngoài, làm cho người khác say mê, lúc này ấu thần mở to hai mắt, vô cùng thích thú. Nhóc Tỳ thấy thế thì nhanh chóng xé rách hốc cây này, rút cuộc một màn hào quang mờ mịt vọt lên, xộc thẳng vào trong mũi, biến thành thánh quang bao phủ nơi đây lại. Ở trong hốc cây có rất nhiều chất lỏng, long lanh đẹp mắt, giống như là ngọc thủy, mùi thơm đậm đặc làm cho người khác say mê. Rượu hầu nhi, tuyệt thế bảo dược. Ở phía sau, Hỏa Linh Nhi ngồi trên thảm thần hai mắt mở to, vô cùng khiếp sợ. Đầu tiên Nhóc Tỳ biến túi càng khôn thành một tấm khăn thật lớn che kín lại nơi đây. Nó sợ mùi thơm này sẽ kinh động đến những sinh linh khác. Là rượu đó, chắc uống ngon lắm. Nó cũng không biết giá trị của rượu hầu nhi này, nên kề sát miệng vào hốc cây hớp một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, xém tí nữa, thì đã say, hơn nửa hương thơm tràn ngập cả cơ thể. Rất nhiều hào quang từ lỗ chân lông phát ra bên ngoài. Dược hiệu mạnh thiệt, Nhóc Tỳ khiếp sợ. Trong phút chốc này, nó cảm nhận được rất nhiều hương vị của linh dược, ví như xích lan, hắc ngọc liên, tuyết ngọc sâm, xích dao. Loại rượu này được ủ từ các loại linh dược à? Nhóc Tỳ trợn tròn mắt, trong lòng rung động, đây tuyệt đối là một bảo bối hiếm thấy, có giá trị vô cùng. À, còn có hương vị của quả đào nữa. Nó bình phẩm mùi vị, rồi nhìn về cây đào tiên nơi phương xa. Chẳng lẽ thành phần của rượu hầu nhi còn có đào tiên màu bạc kia? Trời, loại rượu này đáng giá cỡ nào đây? Nhóc Tỳ tin rằng nó rất nhanh sẽ mở được động thiên thứ 9, sẽ có một vài chỗ tốt đối với thân thể. Nói không chừng chí tôn cốt cũng có thể khôi phục lại một ít sức sống. Thứ rượu trong hốc cây này cũng không kém bao nhiêu so với 4 cây đào tiên kia. Không ngờ lại có một đại cơ duyên không thể tưởng tượng được như thế này. Chương 167 Thu hoạch rất lớn. Trong hốc cây toàn là rượu, ông ánh sóng động giống như là hồ phách, hương thơm làm đắm say lòng người. Nhóc Tỳ chìm ngập trong hạnh phúc, cái mặt núc ních hồng hào, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Chuyện này thật là một bất ngờ, khiến người kinh ngạc và vui mừng. Đây không phải là một loại rượu thông thường, mà men rượu được lấy từ các loại linh dược, giá trị không tính được. Chỉ cần đưa ra bên ngoài một ly cũng đủ khiến cho rất nhiều người mẻ đầu sức tráng đi tranh giành. Ngoài ra còn kết hợp cả đào tiên màu bạc kia nữa, chỉ cần hơi động não chút là đã thấy kinh người rồi, ngay cả cường giả trong những môn phái mạnh mẽ nhất cũng thèm đến đỏ mắt. Nhóc Tỳ tiếp tục hớp một ngụm nhỏ nữa, hương thơm đó lại sọc lên làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó càng thêm đỏ bừng, cả người choáng váng, say mê vô cùng, hào quang từ mũi miệng không ngừng bốc lên, tất cả đều là thần hy tinh thuần nhất. Tranh thủ thời gian thu lại, nếu không lại phát sinh thêm vấn đề gì nữa thì gay. Thân thể của nó rất mạnh mẽ, nên rất nhanh đã luyện hóa xong một ngụm nhỏ rượu hầu nhi này, nhanh chóng tỉnh táo, rồi dùng thanh kiếm gãy khoét một lỗ thật lớn nơi hốc cây, phong kín rượu ở trong lại, sau đó hai tay dùng sức nhổ cả gốc đại thụ này lên rồi cho luôn vào trong túi càn khôn. Đây tuyệt đối là chí bảo, đã có được rượu hầu nhi, thì cho dù không chiếm được thánh dược tiên đào đi nữa, thì cũng chẳng có gì tiếc nuối cả. Đứng phía sau, đại hồng điệu nước miếng chảy ròng ròng, đây giống như đang nằm mơ vậy, một loại rượu được lên men toàn bằng linh dược cứ như vậy tìm được, nó hận là không thể ngay lập tức nhào tới uống cho đã miệng. Sư tử chín đầu, chim loan năm màu, hỏa nha đều khiếp sợ, loại rượu quý này đã truyền lưu ở hậu thế, thế nhưng đã có bao nhiêu người được nếm thử. Những tên lão già khủng bố kia, nếu uống được một ly nhỏ, thì chắc chắn sẽ vui mừng như trẻ nhỏ, tự hào và vẻ vang. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng ngẩn ngơ. Nàng chính là con gái của nhân hoàng, nên kiến thức rất rộng rãi. Nàng cũng đã uống qua rượu hầu nhi, thế nhưng có đến cả hốc cây,
Hơn nữa phẩm chất rượu hầu nhi này lại có một không hai, đây chính là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy. Về phần mấy vị phong ấn giả già cả đứng bên cạnh nàng thì sớm đã chết sững, cảm xúc dâng trào, họ cho rằng mình đang nằm mơ. Tiểu Hôi Hôi, còn có rượu thần nữa không vậy? Hai mắt nhóc tì sáng rực, cùng cả đám sinh linh kia chém giết lung tung bên linh hồ, còn không bằng đi tìm kiếm những của cải của đám khỉ này. Mắt to của ấu thần giống y như bảo thạch đen, vô cùng lanh lợi, cái mũi xinh xinh khệt khệt, cẩn thận đánh hơi tìm tòi. Bên trong dãy núi, con thủ lĩnh thần hầu cũng không biết những chuyện đang xảy ra ở nơi đây. Nhóc tì dùng túi càng khôn hút sạch mọi vật, ngăn cản khí tức lan ra xung quanh để mọi người không thể phát hiện được những điểm bất thường nơi đây. Thần hầu vương một mình đại chiến với cả đám vương giả, hết hợp rồi lại tan, lớp lông màu vàng phát ra những tiếng âm vang y hệt kim loại, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không thèm để ý đến những công kích của đám vương giả kia. Kim sĩ đại bằng, khổng tước năm màu, hắc khổng, mãn ngưu, cổ thủ thiết huyết đồng thời điều khiển bảo cụ bay múa lượn lờ, phù văn đầy trời, dời núi lấp biển, thần uy chấn thế, thế nhưng vẫn không thể nào bắt được tên khỉ kia. Chư vị, đừng bảo tồn thực lực nữa, cái con khỉ chết tiệt này, mà không chết, thì chúng ta cũng chẳng có ngày nào yên với nó đâu. Thứ thú quát lớn, những xương gai màu trắng bạc dựng đứng như lông nhím không ngừng bắn mạnh về phía thần hầu. Nó rống lên một tiếng, những sinh linh khác cũng nhanh chóng vận dụng những bảo thuật tuyệt sát của mình, nhằm thẳng hướng tên thần hầu to lớn như tòa núi kia. Con đại bằng màu vàng đứng chính giữa đầy dũng mãnh, chính là người duy nhất có thể dùng thân thể để đối chiến với thần hầu. Toàn thân nó sáng rực giống như một vầng thái dương đánh úp về phía trước. Trầm. Cả hai run rẩy không ngừng, giống như hai ngọn núi lửa màu vàng đang phun trào dữ dội. Những người còn lại nhao nhao vận dụng bảo thuật mạnh nhất của mình xông thẳng tới, đại chiến với con thần hầu đáng sợ kia. Bên trong tịnh thổ, ven bờ linh hồ, bốn cây đào tiên màu bạc sáng lấp lánh. Những quả đào toàn thân màu trắng bạc, tỏa ra mùi thơm ngát, tia điện lượn lờ xung quanh, trông rất kinh người. Một bầy khỉ có nhiệm vụ bảo vệ bốn cây đào này đang đại chiến với những sinh linh thuần huyết. Chư Kiền nổi giận, mặt người thân báo, toàn thân đều là những lớp vải màu đen xì, giống như hắc dao, cái đuôi tráng kiện chém nát núi sông là chuyện bình thường, nó nhanh chóng lao tới. Phúc! Mấy con khỉ màu vàng này mặc dù lợi hại thế, nhưng miệng vẫn phun đầy máu. Xương sườn bị gãy một vài cái, bay thẳng ra ngoài, không thể nhúc nhích được nữa. Muốn chết, một tên thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì toàn thân sáng rực, nhảy mạnh lên cao hóa thành một tia chớp màu vàng phóng thẳng tới, cảnh giới của nó cao thâm, nên có thể trấn áp những kẻ xông vào. Chư Kiền thét dài, một chùm ánh sáng rực rỡ lơ lửng trên đầu, ở chính giữa có một bảo cụ, tỏa ra khí tức bất hủ, trấn áp về phía trước. Ở một bên, Ly Long cũng dũng mãnh không kém. Xé rách vài con khỉ vàng, thế nhưng lại bị một tên thủ lĩnh khác đánh trọng thương. Cái móng vuốt màu vàng quét tới suýt chút nữa đã chụp nát khớp xương của nó. Khỉ đột, ta nhịn ngươi lâu rồi, Ly Long gào thét, thân là đời sau của hung thú thái cổ, cho nên tự nhiên ngạo khí đầy mình. Mặc dù chưa trưởng thành thế, nhưng cũng không cho phép bản thân thất bại. Nó há miệng phun ra một chiếc lưới lớn, ở trên mặt có rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Đây là một bảo cụ được dung luyện bởi lân phiến của Ly Long thuần huyết và gân cốt của cổ thú lại với nhau. Một tên thần hầu đầu lính tránh không kịp bị chiếc lưới chụp trúng, lúc này hét thảm một tiếng, cho dù cảnh giới có cao thâm đi nữa nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự cắt xé của vải rồng, máu tươi toàn thân chảy đầm đìa. Phá! Nó gào thét dữ dội, ra sức chống lại bảo cụ, răng nanh trắng như tuyết ở trong miệng không ngừng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bụp một tiếng, cuối cùng thần hầu cũng thoát ra ngoài được thế, nhưng gần nửa người bị luyện hóa, trọng thương nghiêm trọng, lực chiến đấu đã không còn bị Ly Long đánh giết, máu me văng khắp nơi. Những tên sinh linh thuần huyết kia đều rơi vào thế bị động, bởi vì tuổi tác còn nhỏ cộng với lần đầu tiên gặp phải một tên thần hầu thủ lĩnh mạnh mẽ như thế, nên bị dọa cho chết khiếp. Trầm! Tức Phương xuất thủ, lấy ra bảo cụ đánh về phía bầy thần hầu, mặc dù Long Vũ bị đánh đến rụng lả tả, máu huyết chảy ra ngoài thế, nhưng con mắt của nó lại sáng ngời, cứ nhắm thẳng về phía cây đào tiên. Bụp một tiếng, nó mổ trúng một là cây màu bạc, rồi nuốt ực vào trong bụng. Chuyện này làm cho mọi sinh linh giật mình, quá hung tàn, đây chẳng phải là có ý định nuốt luôn cả gốc lẫn ngọn, hủy diệt cây đào tiên luôn sao? Cũng không phải di chuyển tiểu thánh dược này đi trồng nơi khác. Vù! Liệt Thiên Ma Điệp vỗ mạnh cánh, một luồng thần quang bay thẳng ra ngăn cản Tất Phương,
không cho nó hủy diệt đi thánh dược. Ý định của nó là muốn đào luôn cả cây thánh dược mang đi. Một tiếng âm vang vọng, một thiếu niên với khí thế oai hùng bừng bừng xuất hiện đẩy lui cả bầy khỉ, nhanh chóng hướng thẳng tới bốn gốc tiểu thánh dược, cặp mắt có hai con ngươi, khí tượng khiếp người. Tướng đi của hắn như long hành hổ bộ, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, tóc đen rối tung, giống như một vị thần linh đến thế gian. Thạch Nghị xuất thủ, kết hợp nhiều bảo thuật mạnh mẽ lại với nhau đẩy lùi hơn 10 con khỉ, xông thẳng về phía trước để đoạt lấy thánh vật màu bạc sáng lấp lánh kia. Một con thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì ngay lập tức vọt tới, gầm thét ngăn cản lại, lấy ra bảo cụ mạnh nhất của mình tiến hành trấn giết. Món bảo cụ này là một tấm sắc thần lượn lờ ánh sáng màu đen, nện về thiếu niên đang chạy tới phía trước. Thạch Nghị thấy thế thì không chút hoảng sợ, phù văn đang xen trong cặp mắt, rầm một tiếng ổn định lại hư không. Trong giây phút món bảo cụ kia bất động, hắn cực tốc trùng kích xông thẳng về phía trước. Tên thủ lĩnh thấy thế, nhảy mạnh tới lấy thân thể mình ngăn chặn lại, thân thể phát sáng, bảo thuật xuất ra. Trầm. Không biết Thạch Nghị đã lấy ra món bảo cụ như thế nào, chém mạnh tới bảo thuật của tên thần hầu thủ lĩnh kia, trong nháy mắt đục một lỗ hổng lớn trên ngực nó. Con thần hầu mạnh mẽ này hét thảm một tiếng rồi thân thể nổ tung, máu tươi phun xứ xả. Thiếu niên nhân tộc mạnh thật. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không dám to nhỏ bàn tán về thân phận, mà chỉ cố gắng lưu tâm đề phòng tên thiếu niên nhân tộc này. Cách đó không xa, có hai con thần hầu thủ lĩnh vọt tới, cảnh giới bọn chúng cao thâm, thực lực rất khủng bố. Cuộc tranh đoạt đến hồi gay cấn, bất kể là một đám vương giả trong dãy núi, hay là đời sau của chim thần, hung thú thái cổ đang ở gần cây đào tiên, tất cả đều tham gia trường giết chóc này. Nhất Tỳ ở trong rừng cây già kia tìm kiếm, cái mũi nhỏ nhắn của sói con không ngừng khịch khịch, cuối cùng hai mắt mở to chạy thẳng tới một cây cổ thụ, cố gắng dùng hết sức đào lấp đất bên dưới lên. Lần này, sói con không dám nhổ đoạn cây già kia lên nữa, vì sợ bị đánh bay như lần trước, mà chỉ kéo kéo ống quần của Nhất Tỳ, như ra hiệu cho nó. Hả, có nữa hả, Nhất Tỳ vui mừng, nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, khi nó dùng thanh kiếm gãy chém tới phía trước, phù văn tán loạn, dần dần trở nên ảm đạm. Nó vỗ nhẹ nhẹ vào thân cây, lại có những tiếng bụt bụt vang lên. Nó nhẹ nhàng đục thủng một lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong, ánh rượu lấp lánh, những tia sáng thần thánh dâng trào, còn có một vài linh dược trôi nổi bên trên. Hiển nhiên hốc cây này lên men cũng chưa hoàn toàn. Đây là loại rượu mới ủ, chưa hoàn toàn lên men. Nhất Tỳ mừng rỡ, nó thấy có hai quả đào tiên màu bạc trôi nổi ở trong đó cộng thêm rất nhiều linh dược khác nữa, giá trị không thể nào tính toán được. Nó vội vàng phong ấn lại, rồi nhổ cả gốc cổ thụ này lên cho thẳng vào trong túi càn khôn. Quá tốt, hai hốc rượu là đủ uống rồi, phải để cho tộc trưởng, Lâm Hổ Thúc, Phi Giao Thúc nếm thử mới được, nhất định sẽ rất thích. Hai mắt của nó híp lại thành trăng lưỡi liềm, suy nghĩ phải cho cả thôn dân mình đến nếm thử loại rượu thần này, sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho thân thể. Ở Thạch Thôn cũng có sản xuất rượu thế, nhưng đều là những loại rượu thấp kém. Tiếp theo, không chỉ mình sói con đánh hơi tìm kiếm, mà ngay cả Nhất Tỳ cũng tham gia vào, hết gõ cây này đến gõ cây khác, chỉ cần thấy xuất hiện phù văn là lập tức giơ kiếm đục lỗ. Mặc dù cũng phát hiện được mấy cây cổ thụ xuất hiện phù văn thế, nhưng lại không có chút rượu nào. Mấy cây này chắc chắn đã từng là nơi chứa rượu nhiều năm trước, nhưng sớm đã bị bầy thần hầu kia uống sạch. Cuối cùng, nó phát hiện được hai gốc cây đựng đầy rượu. Mỗi hốc cây này, nếu truyền đi ác dẫn tới những sóng to gió lớn, dấy lên hồi tranh đoạt nơi thế gian. Nhất Tỳ nhanh chóng hành động, trên những cành cây cổ thụ này có hơn 10 gốc nấm đầu khỉ đều bị nó thu toàn bộ, những hương thơm kỳ lạ tỏa ra xung quanh, đây đều là linh dược đặc thù. Thành phần quan trọng nhất trong món gà hầm nấm cuối cùng đã tìm được, trong lòng nó rất vui sướng. Nhất Tỳ cất kỹ vào trong túi càn khôn, bế sói con lên chuẩn bị quay lại tấm thảm thần, dù sao chỗ này cũng rất nguy hiểm. Nếu bầy khỉ mà biết nó đã làm gì nói không chừng sẽ mặc kệ địch nhân đến truy giết nó. Thu hoạch thật là lớn, cho dù không chiếm được mấy cây đào tiên kia cũng chẳng tiếc nuối gì, nó nhỏ giọng lẩm bẩm. Một hồi nữa hầm thịt kim sí đại bằng với nấm đầu khỉ rồi uống thêm một cân rượu hầu nhi, thì ngon đến cỡ nào. Nó nghĩ đến chuyện này thì vui vẻ hẳn lên, hiện tại nước miếng trong miệng cứ ứa ra không ngừng. Rồi lại nướng thịt dê hoàng kim, thêm vài con di chủng làm món thịt kho tàu, cuối cùng lại là một nồi súp hổ cốt. Nó không ngừng tưởng tượng, nước miếng chảy ròng ròng. Dường như không kìm nén được nữa, nó rất muốn lập tức rời khỏi nơi đây rồi biến những suy nghĩ của mình thành sự thật. Lúc này,
Thu hoạch của nó cực kỳ lớn, rượu hầu nhi được lên men bởi hơn mấy chục loại linh dược, không những giúp cho người ta thoát thai hoán cốt, mà còn là một loại thuốc dùng để trị liệu rất công hiệu, có thể loại bỏ trăm bệnh, trừ những bệnh kín đáng sợ khác. Có một điều đáng tiếc là, cây đào tiên màu bạc kia cách thánh dược chỉ một bước không xa, thế nhưng vẫn là chưa đạt được, nếu không rượu hầu nhi này càng thêm trân quý. Hey, cây đào tiên ở ngay trước mặt, ta mà không thừa dịp loạn lạc đào đi một cây, thì có bị thiên lôi đánh chết không đây? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Thế giới hoàng mỹ. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Bảo Hưng Official các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.